Năm 85 tới nay con là gần 40 năm rồi, 38 năm. Dinh đó. Chỉ có pate chú mãi chú làm nhà, còn hộp gà chú lấy của người ta. À, đó. Pate gà thì cũng như là không mất thời gian nhiều. Chỉ có xíu mại là chú làm hơi cực thôi. Tại vì chú làm hơi số lượng hơi nhiều. Chú phải để qua cái tủ đông cho nó có độ ngon. Rồi khi mà chú lấy ra, chú phải để cho nó nguội rồi chú mới cắt. Cắt rồi chú phải chiên nóng lại ăn mới ngon. Hôm nay đi đâu? Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là một ngày mới, cũng là tại Cần Thơ. Thì ngày hôm nay tụi mình tiếp tục đến với những quán ăn, những địa điểm vô cùng hấp dẫn và nổi tiếng tại đây. Thì mình có nghe một người bạn nói rằng là đến Cần Thơ thì phải ghé ăn sáng tại bánh mì chảo chú Bảo. Thì ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại quán bánh mì chảo chú Bảo đây. Và hiện tại thì bây giờ là bên trong đang rất là đông, cho nên là bây giờ mình sẽ đi vào trong nè và hỏi chú Bảo những cái công đoạn làm nên cái bánh mì chảo để xem như thế nào. Và mình biết rằng là ở đây cũng rất là nổi tiếng và được rất là nhiều thực khách biết đến, cho nên là mình sẽ xem là tại sao rất là nhiều khách đến đây ăn các bạn ha. Đi thôi. Và đây chính là cái menu mà quán của chú Bảo nè. Thì các bạn có thể thấy rằng là giá chỉ 30.000 thôi. Và cái phần mà ăn thêm á, trứng không chỉ có 15.000. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta muốn ăn đầy đủ á, sẽ có là trứng nè, gan là pate á, rồi có xíu mại là 30.000. Rồi nếu mà các bạn ăn trứng hay gan á, thì cũng 30.000, thì phần nó sẽ nhiều hơn. Đây, và trước mặt mình đang là chú Bảo đang đứng, đang làm những cái chiếc chảo vô cùng nóng và rất là hấp dẫn luôn. Đây là chiếc quầy của chú Bảo đây, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà rất là đông khách nha. Thì trước tiên là làm lên một cái phần bánh mì chảo thì chú sẽ cho một miếng dầu nè, rồi sẽ đặt miếng pate lên. Đó, xì xèo nghe rất là đã luôn. Rồi tiếp tục là chú sẽ đảo đều cái pate để nó không có bị quá khét. Rồi cho hai chiếc trứng nha, đặc biệt ở đây là sẽ có hai chiếc trứng một phần. Đó, trứng thì rất là tươi luôn. Đơn giản vậy thôi nhưng mà món ăn này nó rất là cuốn. Đây, chị bên đây là đang cho thêm một cái phần xá xíu vào nè. Các bạn thấy cái phần nồi xá xíu. Đây, chị bên đây là đang cho cái phần xíu mại vào nè. Đó, cái nước sốt các bạn thấy không? Nó đặc sệt luôn. Mà theo mình được biết thì nước sốt ở đây thì nó hơi thiên về ngọt một xíu. Cho nên nếu mà các bạn thích ngọt á, hoặc là mình không ăn ngọt được thì có thể nên nếm lại cho vừa vị ha. Tại vì chắc là đặc trưng của ở đây là chú Bảo làm cái nước sốt nó sẽ hơi ngọt một xíu. Đó, thì các bạn đang nhìn là chú Bảo đang liên tục tay không ngừng nghỉ để làm nên chiếc bánh mì chảo này. Đó, đập trứng vào chén nè, một cái phần nhỏ hai trứng nha. Dinh đó. Cái trứng với gà và cái trứng xíu mại. Chú ơi cho con hỏi chú bài câu xuống nha. Không chịu, thì chú Bảo là mình bán được bao nhiêu lâu rồi? Năm 85 tới nay cưng. 85 tới nay, wow, dạ là cũng gần 40 năm. Đúng rồi. Dạ. Là bị tại sao là cơ duyên chú Bảo lại chọn cái bán món này vậy? Tại vì hồi xưa không có việc làm, thành ra tự gia đình sáng chế luôn cưng. Dạ. Là sáng chế rồi mình bán tới bây giờ luôn. Bán tới giờ luôn. Dạ. Vậy thì hiện tại của mình là một phần đầy đủ là có gì và giá bao nhiêu hả chú? Hai cái hộp gà, dạ. Một miếng pate, dạ. Một viên xíu mại là dưới, dạ. Ổ mì là giá 30. 30.000 thôi, rẻ quá. Dạ. Là những cái đồ này là mình tự làm hết luôn hay sao chú? Chỉ có hộp gà với bánh mì là chú lấy của người ta thôi. Dạ, còn lại là mình tự làm hết luôn. Xíu mại với ba tay là chú tự làm. Dạ. Cái xíu mại của mình á, là cái đó là chú làm có cực không? Không cực cưng. Dạ. Thì tại vì quen rồi. Quen, dạ. Ba tay cũng tự làm luôn, không cực luôn. Dạ, ba tay tự làm không cực luôn. Tại vì mình làm nhà thì nó mình mới có đầy đủ chất lượng. Dạ. Hả, còn lấy của người ta thì nhiều khi chất lượng không đầy đủ. Với là cái nghề truyền thống của chú hồi gần 40 năm. Dạ. Đây, chú làm liên tục mà không ngừng nghỉ luôn ha chú ha. Nhất là buổi sáng cuối tuần như vậy nữa. Đúng thì rồi. Khách đến rất là nhiều. Đúng rồi. Thì đa số nhờ chú có cái thương hiệu. Dạ. Thành ra khách lên ủng hộ chú. Đó. Là mình cũng bán được hơn 40 năm cho nên là khách cũng biết rất là nhiều. Đúng, đúng rồi cưng. Vậy thì một phần của chú là 30 ngàn thì là... Cái trước tiên những cái công đoạn mình làm nên cái bánh mì chảo là mình sẽ cho gì vào trước? Mỡ. À mỡ hả chú? Cho nó nóng chảo. Dạ. Rồi bắt đầu mình mới để pate gan. Pate gan. Rồi bắt đầu xong mình sẽ bỏ gà vô. Thí dụ ai ăn chín á, mình quậy ra, rồi băm băm. Còn ai ăn sống á thì mình chiên hay, còn ai còn ấp la. À, rồi mình mới múc chiên xong, mình để ra mới múc cái mại vô. Dạ. Con kia nói là cái pate của mình là ăn nó mềm mềm hơn. Đúng rồi cưng.
À, hồi đó giờ cưng có ăn chưa? Dạ chưa, con là người Sài Gòn mới xuống đây vậy luôn. Hả? Dạ. À, vậy là nó ăn thử coi. Dạ. Thì con nhìn là vì con nghe mọi người nói là tính đứng Cần Thơ thì phải ghé của chú Bảo ăn. À. Dạ. Đây các bạn thấy là chú sẽ cho mỡ vào nè. Rồi. Rồi nè. Một lát bát tai gan là mình cứ làm cực không chút. Con không cực vậy mấy cưng. Thì nó đúng ra mình đã quen nghề rồi. Dạ. À. Đó. Thành ra con không cực gì. Dạ. Để anh chiên tiếp nè. Đó. Còn cái sứ mệnh của mình á là cái đó là mình vừa viên ta, mình làm thủ công cưng. Dạ. Có thấy cái nước sốt của mình sứ mệnh nó rất là đặc sệt luôn hả chú? Đúng rồi. Thì hồi nào giờ chú nhờ cái nói đúng ra cái nghề này ai làm cũng được. Dạ. Nhưng mà chú đặc biệt là nhờ cái nước sốt của chú. Dạ. Thành ra khách người ta đến người ta ủng hộ. Dạ. Đó. Mà nếu mà những cái ngày mà cao điểm nhất á thì chú có ước chừng là mình bán khoảng bao nhiêu cái chảo? Như cao điểm là như bữa nay cũng được thầy cưng. Dạ. Chắc khoảng chừng 150, 150, 200 chảo. À, dạ. Là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả chú? Ở đây là chú bán được nguyên ngày. Nguyên một ngày. À. À, bán tới 7 giờ tối luôn. 7 giờ tối. Dạ. Là từ mấy giờ sáng bắt đầu là mình dọn rồi? 5 giờ 45 sáng. Dạ. Tới 7 giờ tối. À, lên bán cà phê chú ơi. Thì ai biết bưng đâu bưng nè. Ồ, mình cứ liên tục phải làm như vậy. Đúng cái rồi. Bánh mì chảo là mình phải canh đều hay là mình có lực cái gì không chú? Canh đều cho nó chảo nè. Như vậy nè, đó. À, là cái khách này là ăn lòng ốc đào. Ốc la, ốc la, ốc đào. Còn nếu ăn món ăn chính là chú quậy ra cái dòng đỏ ra luôn. Dạ. Nói chung cái món này thì mình cũng chế biến rất là nhanh nè chú ha. Đúng rồi cưng. Dạ. Đây. Đó. Một phần như vậy là 30 ngàn. À đúng rồi cưng. Dạ. Còn bánh mì là mình... Bánh mì thí dụ mình xem là mình lấy ổ 3 ngàn. À, còn nếu ăn một ổ là miễn phí luôn. Ăn một ổ là miễn phí luôn. Dạ. Khách đó. Thường được khách đến thì giờ cao điểm nhất là khoảng tầm mấy giờ? Tầm khoảng chừng 7 giờ 40. Dạ. Tại vì khách của chú là dạ. Khách của chú là dưới Cần Thơ lên. À. Hai phần đặc biệt cái đi chú ơi. Rồi hai phần đặc biệt có luôn. Và đây là một chiếc chảo 30 ngàn mà mình đã gọi nè. Thì sẽ có một viên sứ mại to đùng, một cái gan hay còn gọi là pate, và có hai cái trứng thì siêu nhiều luôn, và ở trên thì sẽ ngập nước sốt vô cùng ngon và hấp dẫn. Thì nước sốt này nhìn rất là sóng sánh và rất là đặc sệt luôn. Wow. Và phía trên thì chú sẽ cho thêm một vài hạt tiêu để cho dậy mùi thơm hơn, cũng như là cho thêm một chút mì chính, bởi vì để có thể mình nêm nếm đậm đà một xíu và ăn nó ngon miệng hơn nữa nha. Rồi bên đây thì sẽ có thêm một cái ổ bánh mì cho mình ăn kèm, và sẽ có thêm một cái dĩa dưa leo và xà lách như thế này. Đó, rồi bây giờ là mình sẽ mời các bạn hãy cùng ăn sáng với mình nha. Đây, ổ bánh mì rất là giòn rụm luôn. Mình xé ra nè. Nói chung là bây giờ thì mình cũng đến hơi trễ, nhưng mà lại lúc mà mình đến sớm một xíu thì khách rất là đông, nhất là giờ cao điểm trong buổi sáng. Thì ngày hôm nay mình đến cũng là ngày cuối tuần nữa, cho nên là mọi người, mọi gia đình nè, những con mình rồi bạn bè tới ăn rất là nhiều. Rồi sắn một miếng sứ mại. Hồi sứ mại nó hơi cứng các bạn. Ở bên trong thì chắc là thịt nó rất là dai và chắc. Đây. Này các bạn thấy không? Cái nước sốt nè, nó sờ, nó kéo dài rồi. Đặt lên đây. Một miếng pate. Rồi. Nếu mà các bạn nào thích ăn thêm nước tương á, cho nó vừa thì mình sẽ cho thêm một miếng nước tương ha. Sẽ có nhiều cách ăn hơn, có bạn thì bỏ nước tương vào chảo, nhưng mà mình thì mình thích ăn bỏ từng miếng bánh mì như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Và mình canh cái lượng nước tương cho nó vừa miệng mình. Rồi, chấm nha. Quết một miếng trứng nè. Ôi, béo ngậy luôn. Ôi ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mại á, cái phần thịt chú làm á nó rất là nhiều và nó có độ dai nhẹ và dính với nhau, và cho nên là cái sức mạnh khi mà mình sắn ra thì nó hơi cứng một xíu, nhưng mà ăn rất là mềm nha và rất là thơm, thì được nêm nếm như vị rất là vừa miệng. Và một cục sức mạnh như vậy thì nó cũng không quá to nhưng mà cũng không quá bé, thì mình ăn vừa đủ và trong cái phần chảo như vậy. Và tiếp theo là pate, thì pate được làm từ gan nè, nhìn ở ngoài nó rất là mịn và nó không có quá bị sần, và nè các bạn thấy nè, ở bên trong nó rất là, nhìn nó rất là hồng hào và rất là tươi, và pate rất là thơm nha, không có bị mùi tanh, các bạn yên tâm đó. Và một cái chảo như vậy thì chúng ta sẽ có hai trái trứng gà nữa, thì độ béo thì nó sẽ thơm hơn và nó sẽ ngon hơn nữa. Pate cũng vừa ăn nè, có ngửi được cái mùi thịt rất là thơm, và cái hậu vị của mình nó béo béo vì có thêm một cái phần trứng nữa và cái nước sốt xíu mại. Còn về cái phần nước sốt, nước sốt xíu mại thì như nãy mình nói là nó sẽ hơi ngọt xíu, bởi vì là chắc có lẽ là ở đây chú Bảo với lại người miền Tây thì các bạn cũng biết là người miền Tây sẽ ăn hơi ngọt một xíu, cho nên là cái nước sốt cũng như vậy, nhưng mà nó sẽ không có bị gắt đâu, yên tâm là các bạn có thể thưởng thức và ăn rất là ngon. Thì một buổi sáng như vậy mà mình ngồi mình đây, thật sự là lúc mà mình tới là quán rất là đông, mình không có bàn nữa, cho nên là mình đẳng qua bên đây quán nước kế bên cạnh luôn, thì mình vừa uống nước mình vừa ngồi ăn cái bánh mì chảo của chú Bảo nè. Thì bán cũng đã hơn 40 năm rồi, thì cái tuổi đời cũng trải qua rất là dài, rất là nhiều, và khách thì lúc nào cũng biết cả, khách rất là nổi tiếng tại Cần Thơ và các tỉnh thành. Thì khi mà có dịp đến đây á, thì các mọi người cũng ghé đây rất là nhiều, và trước mặt Huy là xe hơi này nọ cũng đậu rất là nhiều để vào trong ăn cái bánh mì chảo của chú Bảo, thì cho nên là biết là cái quán này nó nổi tiếng như thế nào rồi. Và Huy nghe đồn á là cái quán của chú Bảo là quán đầu tiên bán bánh mì chảo này ở Cần Thơ, và chú bán từ năm 1985 rồi, tới bây giờ thì cũng đã rất là nhiều năm, thì cho nên là về chất lượng nè, về độ ngon và cả giá cả rất là phù hợp với mọi người luôn. Một phần là chỉ có 30 ngày mà thôi, thì cho nên là nếu mà các bạn nào có dịp mà ghé Cần Thơ thì cũng tranh thủ buổi sáng sớm hay gì đó mình chạy qua đây chú Bảo ở đường Đồng Văn Cống số 124 nè, phường An Thới, quận Bình Thủy các bạn nha. Thì một buổi sáng 30.000 mà chúng ta có thể no, chúng ta có thể ngon với bánh mì chảo nóng hổi và hấp dẫn như thế này, và rất là nhiều topping luôn, tha hồ cho các bạn lựa chọn luôn. Thì bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ tiếp tục đến với những địa điểm tiếp theo tại Cần Thơ. Thì các bạn hãy nhớ là theo dõi và đón chờ những hành trình thú vị sắp tới của team đi đâu nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.